Anh ơi, so sánh Vario 160 với AB 160 đi. Này với ẹt. Chúc em làm video này nha. Thôi em không có làm đâu. Làm gì không làm. Giờ tán cáo rồi kìa, bảo anh làm sao. Không làm thì tháng này khỏi lấy lương nha. Xe nhập Indo nha. Của Honda Việt Nam nên được bảo hành. Thôi lớn lên. Này của Honda Việt Nam nha nên được bảo hành. Cổng sạc nằm ở đây nha. Cảm gì trời, không muốn lấy được hàng hay gì. Này của sạc trong cốp nha. Sạc kỹ kỹ có chừng nó nổ chứ để sao nha. Thôi lên. Có thằng đĩa à. Lớp to và rộng hơn nha, đi không sẽ té. Tao thấy hơi bậy rồi đó. Mong dĩa bể dọn cơm dọn kỹ kỹ xíu có những nó bể. Em nói nghe nè, xe này có một cuộc đi dễ nghiêng bên lắm, đừng có mua. Ủa mày tính bán xe hay gì vậy? Xe này hai phụt nha, mỗi lần thay là hai cái nó tốn tiền, đừng có mua. Mày thấy mặt tao như tai biến không mày review, mày so sánh sao tao không bán được xe.